Dâm Nga yêu muốn luôn. Lại nhấc người á. Háng rất bự nha. Háng con này bằng háng 025. Nó bù to nhỉ, lỗi em nhỉ. Đằng con này lỗi em đấy. Tới đất luôn. Thôi giếng đừng có lấp. Xích chống nam mũi lên Thảo ơi. Nào quý vị giật mâm nào. Ôi.
Rồi chạy vào đi. Cho anh em coi này. Vừa là một cái màn thể hiện của con răng ma, con này đứng bố các thứ đầy đủ luôn này. Đó. Luôn ok, đẹp. Háng rộng cực kỳ luôn. Thường là buồn tiếp tròn này nó sẽ thiết kế là cái gầm và dàn chân nó sẽ to, thì đối trọng của nó quay trong xích. Hiện tại thì con này chúng tôi đang để Buôn Thuật, anh em bà con quý bác muốn sử dụng thì có thể đến tận bãi của chúng tôi để thử xe nhé. Còn anh em nào mà tin tưởng chúng tôi rồi thì riêng cái sản phẩm này thì chúng tôi sẽ ship cho anh em tận nơi luôn, giá cả yêu thương, rất là phù hợp với mọi người. Bên kia chúng tôi cũng tóc nhỏ cái gì thế không? Còn đấy thì ngày mai mốt được chúng tôi giao rồi. Chân xích càng đẹp, nói chung là tiền nào của đấy, giá cả hợp lý cho tất cả quý bà con đến tận bãi của tôi để thử những sản phẩm như này. Ngoài những sản phẩm này ra, chúng tôi còn một số con như Jasip và Sumitomo chúng tôi đang để dưới Thuận An Gen Bình Dương nhé. Nếu bà con ở khu vực đấy muốn dùng những sản phẩm đó thì có thể đến và liên hệ với chúng tôi. Còn là những dòng như này chúng tôi đang để trên thành phố Buôn Thuật. Bây giờ thì thân ái xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ những sản phẩm mà chúng tôi đăng tải cũng như là theo dõi kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Ở đây còn số 70 nữa kìa. Đấy, nghĩ thấy không? Rất là nhiều xe mà chúng tôi đang có ở đây. Giá cả yêu thương, hợp tình, hợp lý. Đây còn lốp mới về này. Giờ thì thân ái mọi người nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi nhiều hơn những cái sản phẩm mà chúng tôi đăng tải nhé. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý bà con có bác trên kênh.